Hello, xin chào mọi người, lại mình đây. Tiết lạnh như thế này, chẳng biết là chỗ mọi người cảm giác như thế nào. Bây giờ khoảng tầm là mấy giờ rồi mình cũng chẳng nhớ nữa. Và hôm trước mình vừa lên điện thoại, mình lên mạng, mình thử sớt lên điện thoại dành cho học sinh ấy, thì nó cũng ra. Nhưng mà nó ra có vài cái điện thoại nó ảo lắm. Đây này, thế là mình quyết định đặt em i16 Pro mọi người. Đây đây, iPhone cập đây. Mọi người nhìn này, mình cũng không biết là mình đặt màu nào nữa. Nhưng mà mình thấy ở hộp là màu xanh. Chắc là mình đặt màu xanh đây. Có màu hồng. Có màu hồng này. Có tận 4 loại màu, nhưng hình như của mình là màu vàng. Ok nha mọi người, bây giờ mình sẽ unbox cái hộp này ở máy này của mẹ nha. Đây nha, điện thoại iPhone cập đây nha. Bây giờ mọi người sẽ cùng mình mở hộp cái máy này nha. Let's go. Oh, trước tiên mình check cái, chắc là màu vàng. Trước tiên mình check cái máy thì mình sẽ check bên trong cái hộp này có cái gì nữa. Tại sao lại là cái cổng sạc này? Mình cũng không nhớ tên cái này nữa. Tại sao lại cổng USB? Cái này cũ rồi mà. Rắc cắm 3.5 à? Cái USB gì đây? Cái chọc kim với cả dây đeo ấy à? Dây đeo cổ. Đây, cái để chọc sim. Cái này để đeo cổ. Ok, bây giờ mình sẽ check cái có êm máy nha. Mình được gạch sẵn cái này rồi, giờ mình chỉ cần ngắm ra đây. Ok nha, ba mắt hẳn hoi nha mọi người. Hình như nó thích mùi nha. Chưa mọi người ạ. Vai chưa, nó hiện thật cả logo quả táo ngoài. Ngoài 22:09. Mình cứ tưởng mình phải set up tài khoản của mình vào đây chứ. Thì máy mở sẵn rồi à? Có trung tâm cuộc gọi, có tin nhắn, có danh bạ, có đa phương tiện, có quản lý, có cài đặt, có sờ tờ can, chẳng hiểu cái gì, dịch vụ, có Facebook, có Java rồi. Để nói mọi người đọc xem. Lắp sim, hiện tại thì mình có một cái sim ở đây. Bây giờ mình sẽ lắp này. Bro, what the fuck? Đây à? Ta tháo cái thẻ nhớ. What the fuck, bên trong này chẳng có cái thẻ nhớ nào. Mình có một cái thẻ nhớ này. Cầm cái sim này. Bây giờ mình sẽ gắn vào nhá. Ở đây. Cầm cái sim này. Để vào đây. 4G ạ, à, vậy trường 4G nữa mọi người. Giờ mình sẽ được test cho này. Dán nó vào nhé. Mình chịu luôn. Ok, mình đã lắp sim Viettel và sim 1 rồi. Và mình cũng đã lắp thẻ nhớ rồi.
Bây giờ mình sẽ thử chụp cái ảnh. Chói ảnh như này mọi người. Mình quay nhé. Rồi xin chào mọi người, đây là cái iPhone 15 Pro Max của mình nha mọi người. Đang quay phim nè. Ba mắt nha. Giờ chỉ cần ấn dừng lại. Ủa, đã lưu à? Ngày 2. Ok nha, bây giờ mình sẽ thử check xem chui nhỉ. Pin sắp hết cho mọi người. Bây giờ mình sẽ thử test flash nha mọi người. Cái đèn nè. Đèn sáng phết. Wait, what? Đấy cái tiếng đóng lại mình gạ mình cứ tưởng cái gì hay ấy, mỗi tội là nó thiếu cái ống kính ở đây với cả cái mic ở đây. Có màn hình này đằng sau này, hai sim AI đen đó, dây này rất chắc chắn rồi. Hộp nhìn màu xanh nhưng thực ra máy màu xanh màu vàng này chứ không phải màu xanh đâu, tôi đến lạy luôn. Ok, bỏ mấy cái dây này ra. Để cái vỏ này vào. Đó. Ok, cái máy này nó cũng là hay đấy. Và mình cũng có thể mua ở trên Shopee. Mọi người lên Shopee mọi người ghi là i16 Pro là nó sẽ ra ngay. Mọi người có thể tùy chọn các loại màu mọi người thích. Nhưng mình sẽ lựa chọn cái màu này. Mình nhìn nó rất là đẹp luôn. Đấy. Xin chào mọi người nha. Bye bye. Thank you.